cả các con cháu trong gia đình nhà đi lên bây giờ đã đến giờ tổ chức hội nghị. Vậy xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị hãy vào tập trung trong hội trường. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các vị đại biểu, được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ, sự thống nhất của ban công tác mặt trận của xóm, hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2020, tức ngày 4 tháng Giêng năm Canh Tý, xóm tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi, hội người cao tuổi xóm Võ Hai năm 2020. Nhân dịp đầu xuân năm mới, ban tổ chức xin gửi lời chào thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, các anh, các chị, các cháu về dự lễ mừng thọ một người cao tuổi hôm nay. Năm mới sức khỏe mới, hứa hẹn năm Canh Tý gặp nhiều may mắn. Chúc lễ mừng thọ người cao tuổi thành công tốt đẹp. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu về dự lễ mừng thọ hôm nay. Về cơ sở xóm, có bà Nguyễn Thị Hà, bí thư chi bộ cùng toàn thể ban công tác mặt trận của xóm đề nghị hội nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào đón. Phần không thể thiếu đó là sự có mặt của các cụ hội người cao tuổi và sự có mặt của các thành viên gia đình các cụ. Đề nghị hội nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay để nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây tôi xin công bố danh sách hội người cao tuổi được mừng thọ ngày hôm nay. Đại biểu về dự ngày hôm nay có hội trưởng hội người cao tuổi của xóm Cỏ Một cũng về dự với hội nghị của chúng ta ngày hôm nay. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Sau đây tôi xin công bố danh sách hội người cao tuổi được mừng thọ ngày hôm nay. Cụ tuổi 95 có cụ Hoàng Thị Mai. Cụ tuổi 90 có cụ Phạm Thị Hanh, cụ Nguyễn Thị Sừ. Các cụ tuổi 75 có cụ Lê Thị Lan, cụ Vũ Thị Đào, cụ Nguyễn Nhiếp. Các cụ tuổi 70 có cụ Đặng Thúy Hòa, cụ Trần Thị An, cụ Ninh Thị Thiết. Xin chúc mừng 9 cụ được mừng thọ ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời 9 cụ được mừng thọ ngày hôm nay lên hàng ghế trên này ạ. Xin trân trọng kính mời 9 cụ. Oh,
đóng góp của
các ngành, các cấp, của các gia đình, của địa phương và của xã hội trong cộng đồng. Cũng thể hiện tấm lòng biết quan trọng chăm sóc của lớp người trẻ đối với người già. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, từ nhiều năm nay, nhất là từ khi có pháp lệnh người cao tuổi năm 2000 và nay là luật người cao tuổi, hàng năm vào mỗi dịp Tết đến xuân về, cấp ủy chính quyền và ban công tác mặt trận xóm phối hợp tốt với hội người cao tuổi tổ chức hội việc mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi ở xóm. Không khí vui tươi, phấn khởi cho người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng, xã hội và giáo dục các con cháu nâng cao trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ ngày càng được tốt hơn. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể nhân dân trong xóm, với tinh thần đó, xin phép được tuyên bố khai mạc lễ mừng thọ của chúng ta được tiến hành. Một lần nữa, cho phép tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu, nhân dân có mặt trong lễ mừng thọ hôm nay. Mạnh khỏe, chúc lễ mừng thọ hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời khai mạc của bà Nguyễn Thị Hà. Sau đây xin mời các đoàn thể của xóm lên tặng hoa, tặng quà cho các cụ được mừng thọ. Xin trân trọng kính mời các cụ trên 90 tuổi lên nhận quà. Cụ có cụ Nguyễn Thị Lương và cụ Hoàng Thị Liên, xin mời hai cụ lên trên sân khấu này ạ. Xin mời cụ Hoàng Thị Liên ạ. Con cháu cụ Hoàng Thị Liên đâu ạ? Đưa cụ lên trên này đi ạ. Hoàng Thị Liên, mẹ đấy. Xin mời lãnh đạo của xóm lên tặng quà cho chính phủ được mừng thọ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời cụ Hoàng Thị Liên, con cháu cụ Hoàng Thị Liên đâu ạ? Riêng cụ bên trên này ạ. Xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn
Thị Xuân ạ. Nguyễn Thị Mùi ạ. Mỗi ngày học tập tiến bộ.
thiệu chị Nguyễn Thị Lý, đại diện cho con cháu của các cụ được mừng thọ ngày hôm nay lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời chị. Con
ngoài kiếm ăn, con có mẹ, con chơi rồi, con ngủ, con cò ăn đêm, con cò xa tổ, cò gặp những cành mềm, cò sợ sáo măng. Ngủ đi, cò ơi chớ sợ, cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Trong lời ru của mẹ ấm hơi xuân, con chưa biết con cò, con vạc, con chưa biết cành mềm mẹ hát. Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Lời ru mẹ nhân.
Xin cảm ơn là phát biểu của chị Nguyễn Thị Lý. Sau đây xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thục, chi hội trưởng người cao tuổi của xóm Lê Phát Hiểu. Xin trân trọng kính mời. Tiền giúp đỡ con cháu.